Cây lô hội có khá là nhiều tác dụng chữa bệnh, nhưng cũng có nhiều tác dụng phụ. Cho nên là các bạn cần lưu ý đối với những người mà tỉ vị hư nhược, sinh tả và phụ nữ có thai thì không nên dùng. Cây lô hội được dùng trong cả Đông Y và Tây Y. Ngày nay thì lô hội thường được chế ra thành các dạng chế phẩm khác nhau. Tuy nhiên thì trong video này mình sẽ nói về cách sử dụng trực tiếp luôn trong Đông y thì lô hội có tính hàn, vị đắng vào bốn kinh là can, tỳ, vị và đại tràng. Và cây lô hội được sử dụng trực tiếp để chữa những bệnh sau đây. Trước hết là đối với trường hợp kinh nguyệt không đều. Trong trường hợp các bạn bị kinh nguyệt không đều thì các bạn chữa như sau. Lấy tầm 2 cho đến 3 lá cây lô hội. Bóc vỏ cứng ngoài cắt thành từng miếng nhỏ, ăn tươi với đường hoặc là nấu với đường, hoặc là ăn như rau sống để cho mát, chữa kinh nguyệt không đều. Các bạn lưu ý là cây lô hội này sẽ xuất hiện tác dụng phụ đối với một số người nhưng một số người thì lại không. Cho nên là thấy biểu hiện khác lạ thì tốt nhất các bạn nên dừng lại nhé. Và việc sử dụng trực tiếp đặc biệt là đối với trường hợp đang mang thai thì tốt nhất là các bạn không nên sử dụng nhé. Còn tiếp theo là đối với trường hợp bị táo bón. Trong trường hợp bị táo bón thì các bạn sử dụng từ 100 cho đến 200 mg nước ép lô hội để uống mỗi ngày. Các bạn lưu ý là nước ép lô hội này uống với liều cao thì có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nhé. Cho nên chú ý dùng với liều lượng, đúng với liều lượng được khuyên cáo nhé. À, các bạn cũng lưu ý là không nên sử dụng lô hội trong một thời gian dài khi sử dụng thì các bạn cũng cần phải theo dõi xem thầy có biểu hiện khác lạ thì tốt nhất là nên dừng lại còn về việc bôi ngoài thì các bạn có thể bôi lên những vết loét nhỏ thông thường còn những vết như là vết đứt vết bị cắt sâu ấy, thì các bạn không nên bôi vào hoặc là những vết bỏng nặng thì cũng không nên bôi vào cũng có một số người bôi vào bị dị ứng cho nên là các bạn cũng nên chú ý nhé. Đối với trường hợp viêm đại tràng hoặc là bệnh trĩ thì có một số người khi ăn lô hội vào thì có thể gây ra đau bụng dữ dội và tiêu chảy. Cũng có người thì không. Cho nên các bạn cũng lưu ý cái tác dụng này. Nói chung về việc sử dụng trực tiếp lô hội thì tác dụng phụ của nó có thể có trên một số người cũng có thể là không Cho nên là các bạn cần phải lưu ý khi sử dụng Không nên tùy tiện sử dụng đâu Trong quá trình sử dụng các bạn thấy có những biểu hiện khác lạ Thì tốt nhất là các bạn nên dừng lại Không nên tiếp tục sử dụng nhé